À, chào mừng các bạn đi con. Chào mừng các bạn. Welcome to Frozen Tournament Channel. Yeah. Đâu hôm nay con có cái đồ chơi gì đâu khoe các bạn đâu? Cái này make up. Make up á hả? Đâu? Wow, đẹp quá vậy. Có cái kiến nè, trời ơi. Oh, music luôn hả? Cha yeah, đẹp quá. Đâu rồi? Có gì nữa không? Hay quá. Đâu bây giờ con trang điểm cho mấy bạn coi thứ coi. Ok. Con có bộ đồ chơi này, bây giờ con chơi làm sao đâu? This is... Cái đó là gì á? This is candy. Cái đó là candy hả? Đó là son mà, đúng không? Son mà. It's a surreal candy. You see? À, cái son, cái kẹo nhưng mà giả bộ là candy là cái son đúng không? À, ngon không? Ở đâu đâu đánh son coi, đánh son coi. Trời ơi, đồ chơi đẹp quá vậy. Bữa nay ai mua đồ chơi make up cho con đây? Trời ơi, đẹp quá. This is a present. Wow. Là quà đúng không? Quà sinh nhật của con đúng không? Đó, đẹp quá. Ôi, cái kiến đẹp quá kìa. Đâu, có gì đâu. Bộ đồ chơi trang điểm có gì? Máy xếp tóc. Phải gì nữa? Bông bông của con nè. À, bông nãy con đi bác sĩ á. Ừ. Rồi đâu bây giờ Chloe trang điểm đi. Chị ngồi ăn hoài vậy? Finish. Ok. Rồi đâu trang điểm đây. Rồi chơi này chơi làm sao đâu? It's okay. Ok. Đâu bây giờ con make up cho mấy bạn coi thử coi. Wait. Đó là gì ạ? Ồ, cái đó là làm móng tay mà. Không, bây giờ mình trang điểm trước đi, chút mình make up sao. Ok, ok. Trang điểm mình bây giờ mình make up trước đi, chút nữa mình làm móng sao nha. Ok. Rồi, trang điểm coi. Hoài. Đâu còn có gì đâu. À, đầu tiên là đánh son đúng không? Rồi. Quá vậy. Rồi đến sau xong rồi làm cái gì nữa? Wow. Trời, ăn luôn hả? This is a candy. Ok, kẹo. But it's okay. Rồi còn món, rồi giờ làm gì nữa? Đây là bông hả? Cái đó là bông đúng không? Cái gì ạ? It's broken. Rồi lấy cái khác. Nó xuất ra rồi. Lấy cái khác đi. Ừ. Đây mẹ đeo cho. Chưa từ từ. Rồi đưa cái tay lại. Khoan. Có một tay là đeo hơi bị khó. Thôi chút nữa mẹ đeo cho. Thôi giờ làm cái khác đi. Đâu giờ trang điểm đi. Giả bộ mình trang điểm mình chuẩn bị mình đi sinh nhật coi. Đó giờ chút nữa mình đeo bông tai sau nha. Wow đẹp quá. Hình cái gì, hình gì đó? Ôi, nhẫn nhiều quá vậy. Trời ơi, đeo nhẫn gì mà đeo 2, 3, 3, 3 cái dữ vậy? Tóc.
Rồi xe tóc xong chưa? Mẹ thấy chắc là được rồi Chloe ơi. Đẹp rồi mà. Rồi giờ làm cái gì nữa? I want this one. Rồi giờ đeo tới gì đâu? Tới cái này. Cái bông á, chưa đeo được đâu. Mẹ con đeo mình đâu được, chút mẹ đeo cho. Want it. Hả? I want it. Chút nữa mẹ đeo cho. I want it. Rồi giờ mẹ giúp con ha. Đeo đôi bông phải không? Ok. Wow, đeo đôi bông xong rồi đó hả? Đẹp quá vậy. Đâu xích qua là nghiêng lên. Wow, có ba điệu kìa. Trời ơi. Rồi bây giờ đeo đôi bông xong rồi, bây giờ làm tới gì nữa đâu? Giờ make up tới cái gì đi, để chuẩn bị đi ăn tiệc nè. Ủa giờ đang làm cái gì vậy? Kẹp tóc hả? Thôi không có cần kẹp đâu, con có kẹp trên đầu đẹp hơn á. Rồi bây giờ làm tới gì? Chưa tới cái sơ móng tay đâu. Đeo vòng vàng gì vô đi. Ủa mình phải đeo trang sức đồ. Đúng rồi. Cái gì mà đeo cái gì hai bên tới hai chiếc đeo gì đeo dữ. Wow. Trời, gì nữa, làm gì nữa? Đánh son rồi đúng không? Sức dầu thơm chưa? Trời, sức dầu thơm gì mà đổ nguyên chai dữ vậy trời. Dốt khẽ còn nhiêu đây nè. À vậy đó hả? Rồi. Rất là thơm rồi đó hả? Rồi còn cái gì nữa không? Đâu có đồ trang điểm của con có gì What's nữa đâu. What's this? Hmm? What's this? Cái đó dầu thơm luôn á. Yeah. Sức nữa hả? Sức gì mà hai ba chai trên người vậy? Yeah. Rồi sơn móng tay đúng không? Rồi giờ sơn móng tay đúng không? Rồi ngón khác. Sơn tới ngón khác. Trời ơi, bà tự sơn móng tay luôn kìa trời. Mình tự sơn móng tay xong. Muốn xe như khô. Đâu, cái máy xe khô của con đâu? Ủa rồi. Rồi con mở nó lên, để lên trên bàn trang điểm của con á. Bưng nó lên, để lên trên bàn trang điểm. Trời ơi, ba sợ hư móng tay của bạn. Gì vậy trời. Rồi bấm nút không? Có. Ừ. Không có sấy được. Rồi sơn móng tay rồi nữa. Sơn nghĩa màu trắng rồi sơn màu xanh lên. Màu tím màu xanh nữa. Điên điên. Cái đó chỉ mới lấp lót thôi. Còn cái chai sơn nữa. Chai sơn màu xanh màu trắng gì nữa kìa, lấy sơn đi. Leo lên ghế ngồi. Ừ, chai sơn của con. Sơn móng tay màu xanh màu trắng gì đó.
Trời ơi, điệu quá rồi nha, quá điệu rồi. Rồi bây giờ con xoay cho nó khô hết mấy ngón tay con đi. Tôi đi đâu mà điệu quá vậy? Hả? Ôi, em cái này rồi. Đâu? It's okay. It's okay, đúng rồi. Ờ, cô bà điệu mà sơn con mấy ngón tay của bà kìa. Yeah. I cannot open it. Đi đâu liễu vậy? Mommy open it. Nè. Rồi. Cô đi đâu mà điểu vậy? Hả? Đi đâu mà điểu vậy? Không có điểu đâu. Không có điểu hả? Trời ơi sơn rồi giờ sơn nữa. Có mấy ngón nó sơn hoài vậy? Nó bị sức da không có đẹp. À nó bị sức da không có đẹp hả? Trời ơi, cô bà đeo vòng rồi 2-3 chiếc. Nhẫn đeo 2-3 chiếc. Đo bông rồi lo toàn ten. Điệu á, con mặc đầm hoa nè. Con ngồi chàng hãng nè. Trời đất ơi, con gái con đứa. Ngồi trang điểm mặc đầm hoa, ngồi chàng hãng. Chịu nổi không? Trong hộp tủ có gì vậy? Nãy giờ quên nữa, quên coi trong hộp tủ. À tới giờ đeo mắt kiến vô nữa hả? Trời ơi quá lắm rồi. Mắc cười quá. Đầu lấy hết rồi. Lấy cái tay hết rồi. Trời ơi gì vậy? Đeo mắt kiến vô xấu quá. Không xấu đâu. Không xấu đâu, xem qua mẹ coi với. Wow, trời chớp chớp rồi chứ. Quá đẹp mà. Đẹp hả? Không thấy đẹp không? Không thấy đẹp là được rồi. Có. Ủa rồi, xong xấy móng tay tiếp đi. Để cái khô móng tay trước đây, tiếp đi. À. Này này này. Rồi, móng tay khô chưa? Chưa. Trời chưa nữa hả? Rồi xong rồi, mẹ thấy là vậy là xong rồi đó. Rồi chuẩn bị đi bớt đề được rồi đó. Đi tiệc sinh nhật nha. Sinh nhật đâu? Ừ đi sinh nhật á. Ở đâu? Ở đâu? Ở nhà bạn con á.
được chưa? Tí sinh nhật được chưa? Có giọng bán hồi nè. Đó. I need the blue one. Trời ơi, sơn màu hồng rồi, giờ sơn tới màu xanh nữa hả? Ờ, bị bên kia. À, bên kia hả? Đẹp quá. Ôi. Mở giùm nha. Và chừng cái móng tay dính vô, móng nó còn ướt á, phơi cái móng tay tiếp đi. Giờ Chloe sơn bên kia á hả? Đây. Ok. Dớp hoài. Dớp hoài, kì ghê vậy đó. Con sơn bên kia hả? Xong chưa? Chưa nữa. Nãy giờ mà sơn chưa xong nữa. Phải dụng cụ làm đẹp nè. Trời ơi, rồi chưa? Đậy nắp chai sơn lại đi. Mấy con. Ừ, rồi. Sấy cái khuôn ta. Trời ơi, nó điệu quá. Đâu ngứa mặt lên coi coi trang điểm đẹp không? Trời ơi, đều đồ bông đó hả? Bì bì, trời ơi. Bì bì, sức giá cái kiến không đẹp. À, sức giá cái kiến không đẹp hả? Quá! Nhìn nè. Đâu? Wow, Chloe trang điểm xong rồi đó hả? Trời ơi, đâu? Giờ cho mấy bạn coi hai bàn tay con sơn coi. Đó, xẹ ra. Không thấy luôn. Đó, wow. Thôi, bỏ xuống rồi, coi cái mặt coi, cái mặt trang điểm đẹp đâu. Trang điểm đi đâu ạ? Đi happy birthday. Đi happy birthday hả? Ok. Rồi, coi như cái buổi trang điểm của Chloe tới đây là kết thúc rồi. Chào các bạn đi con. Chào chưa các nữa. Bạn. Chưa nữa hả? Chào các bạn đi. Hẹn gặp lại các này, bạn. Cái này nè. Cái đó là sao? Không, cái đó tại móng tay nó chưa khô cho nên không có in hình cái móng tay được đâu. Thôi bữa nay mình trang điểm tới đây, mình làm điệu tới đây thôi chứ làm điệu gì. Thôi, bữa nay vậy là được rồi, ok. Nhiều. Rồi thôi, bữa khác mình sẽ trang điểm cho các bạn coi, mình sẽ làm tiếp, ok? Nên, nên, nên. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh Chloe's Entertainment Channel để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nha. Về cái giá của sản phẩm thì sẽ bỏ ở Chloe's Entertainment Channel, sẽ bỏ trong cái phần description của video này nha các bạn. Mất cửa. Ok, Chloe chào các bạn đi con. Chào các bạn. Trời ơi, gì ngồi ăn rồi, chào, chào, bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau. Bye bye, bye. Bye bye, bye. Kiss đi.